Số Huy Tuấn xin chào toàn thể anh em đam mê PCP nhé Chào toàn thể anh em đam mê súng hơi khi nén Đam mê súng hơi thể thao Đam mê súng hơi bắn chim Thì uh, quay trở lại với tất cả anh em trong cái video ngắn này Để Rất vui mừng lại được gặp anh em Và giới thiệu và review với tất cả anh em Một cái mẫu anh em nhé Mẫu FX Penjamin Đấy cấu hình tầm trung Đấy anh em nào mà thích nhỏ gọn Thì đây là một sự lựa chọn hoàn hảo dành cho anh em anh em nhé thì uh, trước khi vào phần chi tiết sản phẩm của ngày hôm nay, đấy, Huy Tuấn lại xin được nói qua về cách thức mua bán và cách thức giao dịch để anh em có thể là hiểu rõ hơn để khi có nhu cầu đặt hàng mua bán cho nó nhanh chóng và hiệu quả nhất anh em nhé anh em xem video đừng quên là đăng ký kênh anh em nhé đừng quên là đăng ký kênh để ủng hộ shop em anh em nhé tất cả đăng ký kênh và like video vẫn vào chuông thông báo thì đều là miễn phí để anh em anh em yêu quý shop thì cho shop xin một nút đăng ký kênh ok cho anh em như anh em đã biết là bên em cung cấp tất cả các dòng súng hơi khí nén PCP, Đấy, PCP Condo, PCP FX, PCP Benjamin. Anh em thích uh, mẫu nào em sẽ đáp ứng đầy đủ tất cả nhu cầu của anh em. Thì uh, bên em thì có hai số điện thoại đây cả hai số điện thoại của em đều là chính tên chính chủ của anh em nhé anh em có nhu cầu thì là liên hệ trực tiếp bằng hai số điện thoại này à, hoặc là kết bạn zalo em sẽ gửi hình ảnh của sản phẩm và báo giá công khai ở bên dưới kèm giá cho anh em để anh em cân đối tài chính của mình và lựa chọn cho mình một cây củi ưng ý à, bên em là có hai phương thức giao dịch anh em nhé một là ship COD qua đường bưu điện ship COD qua đường bưu điện thì em sẽ không giáp được hoàn thiện như này mà em sẽ gửi phụ kiện cho anh em anh em nhận phụ kiện về tự giáp và em sẽ hỗ trợ anh em anh em nhé đấy, em sẽ chia ra làm hai gói cây tầm trung mà ba gói cây tầm cao đấy thì anh em nhận gói hàng nào thì thanh toán gói hàng đó anh em nhé phương thức thứ hai sẽ là phương thức gửi xe gửi xe thì em sẽ hỗ trợ anh em là giáp hoàn thiện và căn chỉnh dô ở khoảng cách mà anh em yêu cầu và căn chỉnh mọi cự ly cho anh em anh em nhận hàng thanh toán nhà xe nhận hàng một lần về là chỉ việc chơi thôi tất cả em đã căn chỉnh đầy đủ rồi và phích hết lỗi rồi lên anh em về chỉ việc chơi thôi anh em nhé thì cả hai phương thức đều không được đồng kiểm anh em nhé đấy chuẩn bị đến 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 rồi thì là, là, là để giữ cho cái sự an toàn của người chơi cũng như là người bán như em thì anh em vui lòng không đồng kiểm ở trong cái thời điểm này đấy bên shop phi tuấn là làm ăn là uy tín và chất lượng luôn luôn là thằng đầu nên anh em cứ yên tâm nhé anh em nhé anh em lưu ý này có mua được có cọc nhé anh em nhé đấy mà cây tầm trung anh em cọc 200 trăm nghìn nhé cây tầm cao anh em cọc 300 trăm nghìn đấy thì tiền cọc của anh em sẽ được trừ khi anh em nhận hàng anh em nhé anh em cứ yên tâm tiền của anh em vẫn là tiền của anh em thôi chứ không mất đi đâu nghìn ngào cả anh em nhé đấy rồi thì trong cái video này em sẽ giới thiệu cho anh anh em một cây fx benjamin Cấu hình tầm trung, anh em nhé, nhỏ gọn, ngắn gọn Đấy, anh em nào mà uh, fan của Epic thì vào luôn nhé Đấy, thì uh, anh em xem video, cố lán lại hay xem hết video nhé Em sẽ giới thiệu chi tiết về cấu hình của nó Thì đi theo cấu hình này, em đang sử dụng cho nó là con kính Discovery anh em nhé Discovery đấy VTG 3-9x40 anh em nhé Em sẽ cầm cho anh em xem này Đấy, anh em nhìn thấy chưa, 3-9x40 anh em nhé đây ở đây là có tích hợp thêm để cái chỗ để anh em gài kẹo nhé, sẽ gài được 6 viên, rất chi là ok cho anh em để anh em thuận tiện gài kẹo này, đấy, ok chưa? rất chi là đẹp anh em nhé, đấy, combo là combo quy sói anh em nhé, đây, anh em nhìn chưa? đây là combo quy sói nhé, combo quy sói có chốt an toàn, bán là bán a, bán là bán gấp rút anh em nhé, đây, anh em thích dài thì anh em rút ra đúng không? đấy, anh em không thích dài thì anh em lại đẩy vào, anh em chỉ cần ấn vào cái lấy ở đây, và anh em muốn gặp lại thì anh em ấn vào cái lấy này cho em, anh em có thể gặp lại anh em nhé. Cho vào bỏ vào ba lô rất chi là thuận tiện anh em nhé. Đấy. Rất chi là ok đúng không anh em. Đấy. Có chốt an toàn. Có chốt an toàn để đảm bảo cho anh em. Là khi anh em lên cò rồi mà mồi bay mất. Thì khi anh em ấn chốt vào sẽ không có tình trạng cướp cò nhé. Rất chi là an toàn khi cho anh em. Khi, à, khi đi bèm anh em nhé. Đấy. Tay đòn tay đòn in bằng in lốc anh em nhé. Đấy. Rất chi là cứng cáp. Ok chưa. Đấy. Van là van uh, D35 anh em nhé. Van lệch nhé. Van có súp bô keo Đấy, van lệch D35, van của Superwell. Đấy, bình là bình inlock anh em nhé bình là bình inlock. Rất chia đẹp đúng không anh em? Đấy. Bình inlock bạc. À, giảm âm là giảm âm uh, giảm âm là giảm âm đầu lâu anh em nhé Giảm âm đầu lâu. Ôm bọc cành luôn anh em nhé Rất chia đẹp đúng không anh em? Giảm này bao êm cho anh em luôn anh em nhé Lòng là lòng uh, 10 inch anh em nhé Cái này em sử dụng cho nó là lòng 10 inch. Lòng khương tuyến lòng 10 inch anh em nhé Lòng khương tuyến 10 inch. Cái này bao cho anh em là 50 m anh em nhé 50 m ăn nắp C2 anh em nhé 50 m ăn ngay giữa tâm. Ok chưa? Cái này là 50 m ăn ngay giữa tâm. Đấy, 7 80 m là ăn non bia anh em nhé 6 70 m ăn non bia. 50 m ăn ngay giữa tâm anh em nhé Còn anh em là có kinh nghiệm rồi có thể chơi được xa xa hơn rất chi là nhiều. Đấy, biết căn cái tâm vạch của kính rồi, biết đoán được điểm rơi của đạn rồi thì bên em sẽ rất chi là xa anh em nhé Đấy, ok chưa? Đấy, anh em nào mà yêu thích nhỏ gọn thì anh em có thể lựa chọn cái dòng FX Benjamin này anh em nhé đây em sẽ bem thử vài cái cho anh em xem nhé xem nó uy lực như nào nhé anh em thấy chưa rất chi là uy lực đúng không đấy. Đấy, hết hơi anh em nhé đây em vừa test xong vừa bơm được ít xong rồi vừa test xong thì bây giờ mang ra là là để làm video nên là vừa bơm xong là nó hết hơi đấy, không vấn đề gì cả đấy đây là tình trạng của hết hơi anh em nhé đấy Ok chưa? Một bình này thì anh em có thể bơm được tầm khoảng là 30 phát anh em nhé Đấy. Anh em cứ bơm tầm khoảng là 200 cân lén 200 cân là bơm được khoảng là 30 phát anh em nhé Rất chi là ok đúng không anh em? Anh em có nhu cầu thì là điện thoại liên hệ cho em bằng hai số điện thoại này Đấy, anh em nhé. Cả hai số điện thoại của em đều có người trực máy 24 bốn để phục vụ tất cả anh em anh em chơi. Đấy. Anh, bên em là cung cấp tất cả các dòng phụ kiện liên quan đến PCP Condo, PCP FX PCP Benjamin, tất cả những phụ kiện lẻ em cũng có đều bán hết chứ không phải bán độc nguyên cây anh em nhé. Em bên em bán cả phụ kiện lẻ nữa, anh em cần gì thì cứ liên hệ anh em, em sẽ đáp ứng đầy đủ tất cả nhu cầu của anh em. À, rồi một video ngắn em xin dừng ở đây. Cảm ơn tất cả anh em đã dành thời gian theo dõi video của em. Để chúc anh em thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống có động lực để theo đuổi cái niềm đam mê sản bán của mình, anh em nhé. Có nhu cầu mua hàng thì liên hệ đến cho em anh em nhé. Xem video đừng quên là đăng ký kênh để ủng hộ em anh em nhé. Anh em nhé, rồi chào anh em.